Ơi, đào Queens của em dáng đẹp lắm nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, thương không, chỗ nào cũng đẹp hết, cưng quá cả nhà ha. Cả nhà. Đẹp quá cả nhà, thương quá, nó có uốn éo đẹp hơn cả nhà ha, cưng quá cả nhà ơi. Em kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có mai thơm Đài Loan nhiều lắm mà mấy ngày nay em không có thời gian quay á, bán hết mớ rồi. Dạ, bây giờ cái này, cây này khách cũng mua rồi, cây này là em bán là 275 á. Dạ, cây này gốc bự lắm cả nhà. Đó, có cây 250 nữa, 250 hết. Cây này 275 khách cũng lấy rồi. Cái này chở xe qua bên Texas đó cả nhà ha. À, cây cao hơn 5 feet, bông xum xuê. Còn cây này là 5 ga lông. 5 ga lông là 150 nha cả nhà. Cây này á, là mấy cây này á, là của năm ngoái chứ không phải năm nay. Nè, cây này 5 ga lông là 150 nha cả nhà nha. Dạ. Đó, cây cao từ 5 feet không à. Đó, còn cây bự này nè, cây 20 ga lông này nè là em bán 450 ha cả nhà ha. Đó, cao 6 feet quá trời bông luôn. Cái nhà có thấy cái gốc bự không? Cái gốc bự chà bá luôn nè. Đó. Nè, rễ thì đầy nha. Mấy cây này rễ thì đầy nha cả nhà. Gốc bự nè, quá trời bự luôn, các nhà thấy không? Mai thơm Đài Loan á, nó nở rồi nó có nhiều búp á. Mình chơi tới qua Tết luôn ha cả nhà. Quá trời cây. Thơm ngào ngẹt luôn. Cái này á mình về á, cái mình bỏ trong nhà cả nhà. À, nó thơm lắm, rồi mình treo mấy cái bao lì xì á cả nhà. Này, quá trời đẹp quá cả nhà ơi, thương quá. Mai, cái này là mai vàng mai tứ quý của Mỹ á cả nhà. Mai tứ quý của Mỹ nè, nụ nhiều lắm. Nhìn là biết Tết biết xuân ha cả nhà ha, nhìn là thấy xuân rồi. Đó. Đó cả nhà thấy không? Xuân miên man luôn. Trời ơi. Ô su của em là nở từ năm ngoái tới năm nay luôn nè cả nhà. Nở quá trời nở luôn. Cây okay. Nhìn thấy là Tết hết cả nhà ha. Cái này mình chưng đẹp nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Đẹp không? Quá trời đẹp rồi. Đó. Nè cả nhà. Đó, ví dụ cái này nè. Cái này thì em để làm cái này em để là 90 đồng. Tại vì của em nó ra dáng hết rồi cả nhà. 90 đồng ha cả nhà, 90 đồng nha. Là ráng hết trơn rồi chứ không phải là cây ấy. Mấy cái này em đã chỉnh ra dáng hết rồi. Để cả nhà ha. 90 đồng hai chỗ này ha cả nhà. Qua bên đây. Bên đây cây chậu bự nha cả nhà ha. Chậu bự nè. Chậu bự này nè là 250 ha cả nhà. 200 tới 250 nha cả nhà. Đó. Cái chậu bự này là lâu năm lắm rồi, muốn như vậy cũng phải từ 10 năm trở lên đó cả nhà ơi. Từ khi mà ta gieo hộp á tới bây giờ á, nhà thấy không? Đó, em bán cũng được mớ rồi. Đó cả nhà. Đó cả nhà. Tùy theo em sẽ quay cho cả nhà xem á. Em có đào early red nha cả nhà. 15 ga lông ha. 15 ga lông em bán 150 nha cả nhà. Cây bự nha. Còn cây chậu 5 ga lông em bán 100. Dạ. 5 ga lông bán 100 nha cả nhà. Đó, nó có nhưng mà cây bự không à cả nhà, nhìn thấy đi, cây bự không à chứ không phải cây nhỏ nha. Đó. Không phải 5 ga lông đâu, 7 ga lông á cả nhà. 7 ga lông. 7 ga lông ở đây bán 120 nè cả nhà. Mà để giá 120 nhưng bán 100 thôi nha cả nhà. 7 ga lông nha. Tại vì cái hàng này của năm ngoái á cả nhà. Cho nên nó là em vẫn để vậy. 7 ga lông. Ủa đâu rồi ta? 7 ga lông, xin lỗi. 7 ga lông là 100, 15 ga lông là 150 nha, tại cây nó bự hơn rất là nhiều. Cây bự lắm. Trời ơi, xếp về. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Rồi. Mình sẽ tới tuyệt phẩm của mình nha. Mấy hôm rồi em bán đào bonsai á, rất là nhiều ở cả nhà. Đào bonsai rất là nhiều nha cả nhà. Trời ơi, cả nhà thấy không à?
cân lắm. Tại vì cái này đó mình không có chưng được ấy, mình phải để chính giữa ra, để nguyên để mình quay. Đó, cả nhà thấy không? Đào là đào bonsai của em đó cả nhà. À, đào bonsai từ 250 tới 350 nha cả nhà. Nào, quấn như vậy á cả nhà biết không? Một cái cây quấn vậy á là tiền công cũng cao lắm cả nhà. Rồi á, cái tiền kẽm á rất là cao luôn. Cho nên á là khi mà cả nhà mua là cả nhà mua cái này xài lâu lắm. Tại vì khi mình xài năm này tới qua năm nọ, khi mà cái quấn vậy nó ra nhiều chia đẹp lắm cả nhà. Cả nhà biết không? Nè, khi mình lá vậy, cái mình lặt gì đó nó có nụ ra nữa nha cả nhà. Về cái nhà lặt phụ em nha. Của em là đào nở nhiều lắm nè, nụ không mà bây giờ mình chơi tới Tết là vừa luôn á cả nhà. Ví dụ mà khi mà nào tàn á, mình cứ ngắt đi ha. Mình ngắt đi rồi xong rồi nó sẽ mọc cái khác nè cả nhà. Đó, mình ngắt, em ngắt nha, cả nhà thấy không? Mấy cây đào của em là đào bonsai nha cả nhà, chứ không phải đào mà nhí đi lên. Đa số cây của em là đào bonsai không ha cả nhà ha. À, đủ thứ cái kiểu hết trơn á. Nè cả nhà thấy kiểu này ha. Tùm lum kiểu luôn. Kiểu quá trời luôn á. Nè ha cả nhà ha. Đó, đó. Đó cả nhà nhìn nè. Đó ha. Đó. Đẹp quá cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy không? Ở trên này nè. Đó. À, đào bonsai của em rất là đẹp nha cả nhà. Chậu á, cái chậu tùy theo cái chậu đó cả nhà. Cái chậu mắc rẻ nữa, tùy theo cái chậu, tùy theo cái dáng. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, cái này là nè. Cái này là hai cây chụm lại nè cả nhà thấy không? Đẹp lắm. Mà em thì em bị lủng á. Leo lên. Đó. Nè, khi nãy mình ngắt cái này em có một cây một. Khách hỏi mua ship nhưng mà em không có ship được. Chỉ biết cắt thôi à, chứ ship em ship không được đâu nha cả nhà. Mấy cái chậu này nè. Ship chậu mũ thì ok, chứ mấy chậu này không mấy. Cái này phải lặt lá nữa nè. Lặt lá lại gãy bông nè. Đó cả nhà thấy không? Dáng nào dáng nấy cũng quá trời đẹp luôn. Đó. Đó. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Mấy cây đẹp á cả nhà. Đó, mình mua một cây đào mình xài năm này qua năm nọ luôn ha cả nhà. Đó, nhà thấy không? Nè. Về mình lặt lá thêm. Mình lặt lá là 3-4 tuần nó sẽ có nụ nữa ha cả nhà. Nè, nhà thấy không? Nụ nè. Nụ dữ lắm luôn. Cây của em là cây già nha. Trời ơi, cây nè, bông nụ nè cả nhà. Nụ nằm dưới đây nè, quá trời quá đất ly nhi nè. Ôi nhà ơi, cưng lắm cả nhà ơi. Nè, nụ dữ lắm. Đó, cây này cả nhà thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Lung linh luôn. Rồng bay phượng múa. Đó, bên này đó nè. Cây này mỗi đứa nó ra một cái kiểu khác nhau ha cả nhà ha. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó, như cây này 200 nha cả nhà. Tại cái chậu nó rẻ ha. Cái chậu này ấy nè. Nhưng mà cái cây nó bự nha cả nhà. Cái cây nó bự ha. Đó, nhìn thấy không? Quá trời cái tàn rồi. Cái cây này đẹp lắm cả nhà ơi. Thấy không? Không phải dễ uống lắm cả nhà. Cái này, cái người này á, phải giống như là thả hồn vô, enjoy thì nọ đủ thứ hết mới được nha cả nhà. Chứ không phải là mình muốn là được đâu ha cả nhà ha. Cái này là phải bẻ cái này đi xuống nè. Wow, đẹp luôn nè. Cây này phải làm gì mới đẹp nè. Đó. Em bẻ xuống nè. Bây giờ em lấy kẽm em máy xuống nè. Giống như bên này thiếu em làm vậy. Đó, em học được rồi đó cả nhà. Đó, cây này mình làm gì đẹp luôn nè. Thương không cả nhà? Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Thôi bây giờ em làm, giờ em cho cả nhà xem nha. Cả nhà tăng. Em sẽ lấy cái kẽm, em bỏ nó xuống, mình tạo thêm một cái bộ rễ nữa. Em mới học nghề đó. Thấy không? Em phải mua cái đồ mà quay tròn vậy nè cả nhà. Đẹp quá cả nhà ơi. Năm nay ô chua chơi lớn luôn. Cây đẹp quá. Đó, thương không cả nhà? Cưng không? Cưng quá trời cưng rồi. Gì? Cưng quá trời cưng rồi cả nhà ơi. Tăng. Nè, nữa, lấy cái kẽm mình bỏ nó xuống là mình tạo cái rễ đó cả nhà. Em học cũng nhanh lắm nha cả nhà. Nói em học có gì em có thể chậm tiêu chứ em học về cây á, bất cứ gì á, em học lẹ lắm. Nè, cái này mình về cái mình ấy cái mình tạo cái bộ rễ đó cái mình bỏ vô. Trời ơi, tại em không có, em có nhiều con quá em không chăm sóc nổi chứ nếu mà em có một hai con là em chăm chóc cho cả nhà xem. Nụ dữ lắm nha cả nhà, nụ quá trời cả nhà thấy không? Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, chậu này 200 là quá đẹp luôn.
Nghe thấy không? Không thể tưởng tượng nổi. Có một chậu này 200 thôi nha cả nhà. Đó, em ưu tiên cho ai tới trước thì lấy trước nha. Mấy cái này pick up chứ không có ship được nguyên chậu nha cả nhà. Ship là ship cây ấy, nhưng mà ship nó dễ gãy lắm cả nhà. Đó, pick up nha cả nhà. Xuân đã về, xuân đã về cả nhà ơi. Thương quá cả nhà. Em sẽ kiếm cái chậu em để cái mai á, mai Việt Nam á, gì mười mấy cánh nè cả nhà, 12 cánh gì đó. Đó, quá trời quá đất luôn nè cả nhà. Cưng không? Đó, mấy cây rất là đẹp. Mai á, mai này là cái hiệu này là show up nè, mới đẹp nha, mai Nhật nha. Thì em có 1, 2, 3, 4, 5 chậu đẹp. Lựa 5 chậu đẹp bán. Mấy cây này thì em bán là 100 đồng một cây. Dạ. Cây bự thôi mà. Dạ. Cây bự chứ không cái nhỏ. Dạ. Pick up hết nha. Dạ. Mấy cái này là cái này em có thể ship được, nhưng mà ship chậu này thì được nha. Còn cái chậu sành đằng này nè cả nhà. Cái chậu sành đằng này thì em không có ship được nha. Ví dụ em có cây đào ba màu nè ha, đào ba màu. Gốc to nha cả nhà. Gốc to ha. Đang có bông quá trời nè. Đó. Cây này bự lắm nha. Cái chậu rất là bự nha cả nhà. Đó. Đó. Đó cả nhà không? Đó. Nè, mấy cái này nè cả nhà. Đó, đào ba màu nha. Đào ba màu. Cái cây mai mà để trong chậu này nè cả nhà. Biết cấp nha cả nhà, 150 nha cả nhà. Biết cấp là 150 nha. Không có ship được nguyên cái chậu này nha cả nhà. Đó. Nó ra được rồi nè cả nhà, như thấy không? Mà nó có nồi nhiều nụ quá. Đó. Đó, mấy cái này nè. Em mấy chậu sành á, chỉ có biết cấp thôi nha cả nhà. Em không có ship được mấy chậu sành nha cả nhà. Cả nhà em có mấy cái chậu này nè cả nhà. Nhìn nó cũng đẹp đẹp cho nên lấy vài chậu về để cho có màu á. Một cái chậu này bự lắm cả nhà. Nè ra bốn chi ha. Bốn chi nè cả nhà. Đó, cây này bự lắm cả nhà, rễ đầy hết rồi. Cái này á là mình trưng ở patio á, hoặc trước nhà cả nhà, đẹp lắm nha. Dạ. Thì cái chậu này là 120 ha. Đó, có để giá 120 nha cả nhà. Đó. Em mua được discount thì giá trong đó để em sao thì em bán theo cái đó. Thì nè cả nhà thấy không? Đó, đẹp không cả nhà? Quá trời đẹp luôn á. Nè, giống như đây em có một cây một thôi à. Nè cả nhà thấy không? Cái lậu này em chỉ có một cây thôi nè. Cái này là 120 ha cả nhà ha. Nhà nhìn nè. Trời ơi, cây bự 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 không ha cả nhà, nhìn nha. Nó bự 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 ha. Ngóc hết trơn vậy đó, đẹp lắm cả nhà. Nhìn là thấy đủ màu hết. Cây này cũng vậy nha cả nhà. Đó. Đó, em được có mấy cây thôi à, em không có nhiều đâu cả nhà. Đó. Nhìn thấy không? Cái gốc bự không? Trời ơi, quá trời bự luôn á, rễ thì rễ đầy hết rồi. Cả nhà thấy không? Cây nào cây nấy thấy thương quá ha cả nhà ha. Về á mình á, bỏ vô cái chậu đẹp á. Đó. Bỏ vô cái chậu đẹp á cả nhà, cái mình trưng đẹp lắm. Trưng rất là đẹp luôn. Cưng không cả nhà? Em có cây mai chí thủy rất là lớn luôn á cả nhà. Cây mai chí thủy này lớn lắm luôn nè. Đó. Cây mai chí thủy nó 250 ha cả nhà. 250 rồi. Đó. Để giá 250 nữa cả nhà ha. 250 cái mai chú thủy nha cả nhà. Đó, cây bự lắm cả nhà ơi. Cây này thật sự bán để mà cho cả nhà vui á, chứ cây này bự dữ lắm. Phua cái màn hình của em luôn nè. 250 nha cả nhà. Nó đang lên đọt nè. Nó đang lên bông 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 đó. Đó. Quá trời bự luôn. Mai chú thủy 250 nha cả nhà. Đó. Nhà thấy không? Đó. Quá trời quá đất luôn. Chanh giấy ăn ngọt các cả nhà. Em bán á hết rồi, giờ mới lấy thêm mấy cây tại vì cũng hết rồi, ở dưới chỗ nó cũng hết rồi. Chanh dây vàng ngọt của em á là ở trong ruột vàng luôn, nước vàng nha cả nhà. Nó có hai loại nha, mà ở trong mà nó ruột trắng, nước trắng là không có ngon nha. Cái loại ruột vàng, nước vàng luôn. Cây này em vẫn bán 50 nha cả nhà. Còn cái loại kia là có 25 đồng mà, nhưng mà em không có bán cái loại kia hết cả nhà. Đó, mỗi người mỗi mình bán một cái mặt hàng khác nhau á. Cái nào ngon thì mới bán, không ngon bán mất công lắm cả nhà ơi. Dạ.
rất là mắc công. Đó, giờ mình tết mình bán bông hết cả nhà, nè, bông nè. Rồi. Mấy cái bông này khoảng 25 đồng cây hết rồi cả nhà. Chậu hả? Chậu 5 gallon, 3 gallon gì đó. Nè. Mà rễ đầy hết rồi, đẹp quá cả nhà ha. Này gọi là tigon đỏ đúng không? Tigon đỏ, tigon hồng gì đó. Đỏ, hồng, tím, đủ chậu hết. À, đào ba màu nè cả nhà. Early red đó. Đó. Nè, cây này á, để 180 em bán 150 à. Cả nhà thấy không? Bự lắm. 15 gallon nha cả nhà. Chứ không có phải cây nhỏ nha cả nhà.